Mặc dù chưa từng lên tiếng về mối quan hệ tình cảm, song Mai Tài Xế Mỹ Tâm vẫn luôn được mặc định là cặp đôi của showbiz Việt bởi 7749 hint hẹn hò. Mới đây, nàng họa mi tóc nâu lại gây chú ý khi đăng loạt ảnh đời thường kèm dòng trạng thái là thả thính đậm sâu. Nếu như phải cách xa, chắc anh đâu biết là em còn nhiều thứ để làm lắm. Đặc biệt với việc diện trang phục rộng rãi, thoải mái, không ít người bày tỏ nghi vấn, nữ ca sĩ có tin vui. Tuy nhiên cô nàng lập tức phủ nhận khi để lại bình luận. Ủa, nữa hả? Không có nha, khi nào có thì sẽ cho các bạn biết, chứ lo gì. Phía đàn trai Mai Tài Phến có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, đăng tải bức ảnh đứng trước gương, đính kèm với dòng trạng thái I'm ready, tạm dịch là tôi đã sẵn sàng. Mai Tài Phến như tạo thêm hint cho việc sẵn sàng về chung nhà với Mỹ Tâm. Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ dừng ở nghi vấn của dân mạng mà thôi. Thực hư thế nào chỉ người trong cuộc mới biết được.